hướng dẫn học sinh phòng chống dịch COVID-19 tại trường học. 1. Đeo khẩu trang khi đi đến trường. Trong lớp học. Khi ra về. Khi cần thiết như đi mua sắm, đi dạo, đi trên xe buýt. 2. Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các thời điểm trước khi đến trường, sau khi ra chơi, nghỉ giữa giờ, sau khi ra về, khi thấy tay bẩn và khi cần thiết. 3. Che miệng và mũi khi ho, hắt hơi. 4. Không khạc nhổ, vứt rác, khẩu trang bừa bãi. 5. Không dùng chung đồ dùng cá nhân như cốc, bình nước, khăn mặt. 6. Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng. 7. Thông báo với cha mẹ, giáo viên nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Hãy cùng với nhà trường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.